Mình chào quý vị và quý khán thính giả đã đến với khung giờ phát trực tiếp trên kênh Radio Tâm Linh Để xem hôm nay hổ có cứu được ông quỷ lùn hay không nhé Không làm mất thời gian của quý vị thêm nữa chúng ta hãy cùng vào câu chuyện ngay sau đây Hãy chọn xin một like, một comment trước khi nghe nhé Trường 262 Vùng Ký ức Anh Kim Quang trói lòa không khiến quỷ nữ hoảng sợ Ngược lại chỉ khiến cô ta cảm thấy buồn cười Bởi tôi có làm gì hay thanh kiếm này có dù mạnh đến đâu cũng không thể chạm vào cô ta đó là định luật bất biến ở nơi này đây là lãnh địa của quỷ nữ ở đây cô ta là bất khả chiến bại tôi có làm gì đi chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là chút vùng vẫy cuối cùng trước thời khắc hấp hối tuy nhiên kiếm đồng xu trong tay tôi không dụng ý muốn chém cô ta bị thương tôi đã cố gắng hết sức chém ra một nhát kiếm trong tận cùng của tuyệt vọng. Chỉ hy vọng rằng nhát kiếm này sẽ khiến cho tôi thành công. Bởi thứ tôi muốn xé nát không phải quỷ nữ mà chính là thời không. Thời không có tên gọi là vùng ký ức. Đột nhiên, những tiếng răng rắc, răng rắc vang lên. Tôi nghe thấy một tiếng nổ vang dội, kèm theo đó là âm vọng răng rắc, nghe như tiếng kính vỡ vậy. Không gian bắt đầu méo mó biến dạng tất cả dường như đang vỡ bụng. Hai âm gãy gọn vang lên, thánh kiếm đâm xuyên qua thời không bay vút ra ngoài, phá vỡ mọi thứ xung quanh, khiến tất cả đổ ra, tan tác như pháo vậy. Bụi đất bay đầy trong không khí và những mảnh kính vụn vỡ như bị lân tinh, âm âm đổ ập xuống. Cái gì? Không! Huh. quỷ nữ giống lên, buông lỏng bàn tay đang siết cổ tôi ra. Khi tôi và tiểu hồ ly rơi xuống chạm đất, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn. Tòa nhà dưới chân chúng tôi bỗng nhiên biến thành một hố đen sâu thăm thẳm, hút cả hai vào trong đó xoáy cuộn xoay tròn như một cái phễu vậy. Tiểu hồ ly kêu toán cả lên như đang trong trò chơi cảm giác mạnh. Cả hai bị hút vào, xoay cùng lúc càng nhanh. Phần đáy phễu càng lúc càng hẹp lại, cho tới khi bị hút văng ra ngoài, năn cù xuống dưới chân cầu thang. Chiếc điện thoại ma quái cũng rơi xuống ngay bên cạnh tôi. Màn hình bị nứt một đường dài khiến toàn bộ điện thoại gần như bị xé ra làm đôi. Và đường nứt này rõ ràng đã bị cắt đứt bởi thanh kiếm đồng xu. Chúng ta ra ngoài rồi. Ra ngoài được rồi. Tôi mừng rỡ hết lên. Cũng may đã thoát khỏi thời không quái ác ấy. Nếu không tôi nhất định sẽ chết trong tay quỷ nữ đó. Trở thành ma bị nhốt mãi mãi trong chiếc điện thoại đó cùng với cô ta. Sau khi tiểu hồ ly đứng dậy được, liền do chân đạp nát chiếc điện thoại dưới chân. Đạp cho tới khi các bộ phận văng tứ tung, linh kiện máy móc đều vỡ nát hết cả ra, văng tung tóe trên cầu thang mới chịu dừng lại. Chết này! Chết này! Chết mày này! Còn nhóc hậm hực. Đột nhiên, quỷ nữ từ trên cao, lào xuống, dơ móng vuốt sắc nhọn cao về phía tôi. Nhưng nơi này không còn là lãnh địa của cô ta. Chúng tôi đã có thể đánh trả, không còn là cá nằm trên thớt chờ bị giết thịt nữa. Kiếm đồng xu vung lên, chặn lại móng vuốt sắt dài cứng như kim loại của cô ta. Khiến cho quỷ nữ có chút kinh ngạc, lập tức phun ra phiến lưỡi dài tựa như xích sắt, quấn mấy vòng quanh cổ tôi. Tôi vội vung kiếm lên chém, kiếm chạm trúng mặt lưỡi đỏ như sắt nung, bắn ra vô số tiêu lửa. Tàn lửa bay tứ phía, mà sát tạo ra một luồng sáng nóng rẫy như mặt trời, thình ninh, phát nổ Lưỡi của quỷ nữ bị kiếm của tôi chém gần như đứt lìa. Quỷ nữ lập tức rụt lưỡi lại, kêu thét lên đau đớn. Lưỡi gần như không còn nữa, trải dài lê thê trên đất không thể cuộn về. khoái miệng trao ra đầy máu đen tanh đậm, trồng bộ dạng vô cùng ghê tởm. Hóa ra quỷ nữ cũng biết đau. Tiểu hồ ly vừa rồi bị ức hiếp, có cơ hội để trả thù, con nhóc lập tức vẫy đùi một cái, nhảy lên chân không trung phun ra một luồng hỏa diễm chính xác về phía của quỷ nữ quỷ nữ hai tay phóng lên chống đỡ gặp phải hỏa diệm hồ ly hai tay liền tan chảy mà khí hóa thành một cách khiên dài chắn phía trước tiểu hồ ly vẫn còn yếu không thể phá được tấm khiên đen được kết thành từ ma khí hỏa lực phun tới đều giảm hết ra thành từng cụm nhỏ giạt hết ra bên ngoài tiểu hồ ly vẫn không cam lòng con nhóc vội vàng phóng vút tới vung yêu chảo cao nát mặt quỷ nữ nhưng quỷ nữ này vừa hung tợn vừa khó đối phó, không những không giống như những con ma trước đây, yêu chảo cũng không làm hại được cô ta. Từ tấm khiên trong đỡ tỏa ra ma khí dày đặc, bao phủ khắp tòa nhà như màn sương mù đen kịt, che khuất tầm nhìn. Tôi chỉ lờ mờ nghe thấy một tiếng nổ vang, ma khí vừa chạm cùng với linh khí của yêu hồ, hai thế lực va chạm vào nhau, nổ tung trời. Xung quanh lập tức nổi lên cơn gió lớn, cú va chạm khiến mặt đất dưới chân rung lên trào đảo. Cầu thang gần như sắp đổ sập xuống, từng mảng tường bị gió lột bong ra, cuốn xoáy trong công trùng, bụi bay mịt mù. Tòa nhà này đang xây dở, mức độ chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, đến giờ vẫn chưa đổ sập xuống, đã là may mắn lắm rồi. Tiểu Ly và quỷ nữ, hai bên giao chiến ngang tải ngang sức, bên nào cũng bị đánh đùi về sau mấy chục bước. Yêu và ma, cả hai đều bị thương nhẹ, Chúng tôi hai đánh một đương nhiên có lợi thế hơn cô ta. Lợi dụng cơ hội này, tôi vội vàng cầm kiếm xông lên. Nhưng quỷ nữ cũng không có ngốc. Cô ta búng tay một cái, lập tức có vô số ma khí lao ra, tấn công tôi tới tấp. Mỗi một luồng ma khí là một oán hồn đã bị cô ta dụ dỗ đến đây giết chết. Đặc biệt là ma nữ bị treo cổ. Trước kia từng là một nữ chim mơ đình đắm, nổi lên nhờ những lúc tối trời mạo hiểm chạy đến quay những nơi từng xảy ra tai nạn hay có tin đồn ma ám để phát sóng trực tiếp. Lần đó, vì tới nhầm nơi thực sự có quỷ, nên cô ta mới bị quỷ nữ giết chết, trở thành hồn ma bị quỷ nữ sai khiến. Vừa nghe hiệu lệnh, liền xuất hiện trên đỉnh đầu của tôi, buông sợi dây thòng lọng xuống, siết chặt đáy cổ tôi, nhấc bổng lên cao. Mà nữ bị treo cổ, có cái lưỡi rất dài, hai tròng mắt lồ thô lố ra, như muốn rơi xuống đất. Sợi dây thừng trên tay cũng chính là ma khí của cô ta, tôi không chút chần chờ vung kiếm lên chém đứt sợi dây nếu không sẽ sớm bị dây của cô ta xiết đến chết trở thành người thế mạng thay cô ta phục tùng theo lệnh của quỷ nữ mà nữ trèo cổ giết tôi không thành các hồn ma khác liền xông tới kiếm đồng xu trong tay tôi cũng đâu có phải ăn chay tôi liền vung lên thủ thế bọn chúng suy cho cùng đều là ma cấp thấp sợ ánh kim quang tới nỗi không dám xông lên Tất cả đều co cụm lại phía sau. Kiếm đồng xô vốn là thánh kiếm. Trước đây chỉ mới giải phong được một nửa nhưng bây giờ đây thì khác. Ấn phòng đều đã được khai mở hết rồi. Có ma tà nào nhìn thấy mà không khiếp đạn đầu cơ chứ? Sau khi tất cả đã rút lui ma nữ bị treo cổ cũng không có chịu thua. Cô ta lợi dụng sơ hở liền phóng chiếc lưỡi dài tựa như cái lưỡi kiếm sắc bén ra đâm thẳng vào ngực tôi. Cũng may, tôi kịp phản ứng Đường kiếm vút nhanh như gió, lưỡi của ma nữ kia trong tích tắc đã bị tôi chặt đứt bằng một kiếm. Ma nữ hét lớn, nhảy lên trên trần nhà biến mất dạng. Chết tiệt, lũ ma này chạy cũng nhanh thật. Từng con từng con một đều bị thánh kiếm của tôi làm cho kinh hãi bỏ chạy mất dạng. Quỷ nữ mất hết vầy cánh, liền thay đổi sắc mặt, bộ dạng trở nên vô cùng tuyệt vọng. Đương nhiên cũng muốn quay đầu bỏ chạy theo đồng bọn, nhưng tôi sao có thể để cho ả dễ dàng chạy thoát được cơ chứ kiếm đồng xu trong tay tôi lập tức phóng bút tới ghim chặt vào bả vai quỷ nữ cô ta hét đầy một tiếng đầy thảm thiết muốn rút kiếm đồng xu ra nhưng vừa chạm vào liền bị đánh bật ra ngay giống như bị điện giật vậy mỗi một lần cô ta cố gắng chạm vào đều bị đánh bật ra kèm theo vô số tia lửa đốt cháy xém mấy đầu ngón tay và ma khí cũng bị đốt cho cháy khét đèn lẹt bốc lên cao nồng nặc cái mùi hăng hắc như mỡ người quỷ nữ kêu thét lên đầy đau đớn tôi đi nhanh tới giữ chặt chuôi kiếm trong tay khuyên cô ta đừng dãy dụa cô chạy không thoát đâu cho dù tôi không tới gần không giữ lấy kiếm thì quỷ nữ cũng không thể nào thoát ra được nếu tôi không rút kiếm ra cô ta vĩnh viễn bị kiếm xuyên qua bởi đến chạm đến kiếm còn không có thể thì cô ta làm sao có thể rút ra được. Quỷ nữ đến nước này vẫn chưa chịu khuất phục. Tóc bỗng hóa thành vô số rắn đen, đội ở trên da đầu chui vươn lên, vươn mình phóng tới, cắn ngay vào tôi khi tôi mất cảnh giác. Cũng mày, tiểu hồ ly quan sát nãy giờ, bằng trực giác của loài hồ yêu đã sớm có phòng bị. Nhanh như chớp, nhảy đến bên tôi, nằm vuốt xòe rộng ra, cao nát cả bầy rắn độc địa kia. Những con rắn đen rời xuống đất, lập tức hóa thành khói đen rồi biến mất. Tóc của quỷ nữ cũng cùng lúc biến mất đi rất nhiều. Giờ thì tôi cũng đã hiểu vì sao cô ta xuất hiện dưới cái đầu chọc lóc rồi. Dám hại chúng ta! Đánh lén cậu chủ sao? Quỷ nữ côn khiếp ta thiêu chết người! Tiểu ly tức giận, phòng má phun ra một đường hỏa diệp hồ ly. Hiện tại quỷ nữ đã bị tôi đóng đình tại chỗ bằng thanh kiếm. Cô ta không thể trốn thoát được. Lửa của tiểu hồ ly nhất định sẽ thiêu cháy quỷ nữ xấu xố, đốt cháy đến ba hồn chín phía của cô ta. Thực lòng tôi không muốn cô ta trong nháy mắt chỉ còn lại đống cho tàn, bởi số kiếp quỷ nữ này cũng quá khổ lắm rồi. Ban đầu, cô ta cũng chỉ là một nạn nhân, nếu oan ức vẫn chưa được giải trừ, lại ôm theo oán niệm biến thành cho tàn. Thực sự có hơi u uất và bất công với cô ta. Tuy quỷ nữ đã giết nhiều người, nhưng thiêu cháy thành cho tàn, không phải là bản án mà tôi muốn đem ra xử lý cho tất cả yêu ma quỷ quái. Ở đời có câu, tha được thì nên tha, ngẫm vậy nên tôi chặn tiểu hồ ly lại, nhẹ giọng nói. Không cần đội cùng giết tận làm gì, tha cho cô ấy đi. Tôi nói vậy, còn cáo nhỏ nghe lời, lập tức nút ngọn lửa vào trong bụng. Sau một chàng cầu nhau dài vô tận sao tại sao các người không giết ta quỷ nữ ủ rũ nhìn tôi vẫn như ban đầu không hiểu tại sao tôi luôn cố gắng cứu cô ta vẻ mặt nhìn tôi càng lúc càng mờ mịt bối rối không phải lỗi của cô cô cũng là nạn nhân nhưng cô không nên trở thành quỷ nữ ở đây hại người khi nạn nhân trở thành hung thủ tất cả đã thay đổi cô vẫn là nạn nhân nhưng không còn là nạn nhân nữa Tôi nói với quỷ nữa Trường 263 Tiểu yêu tình Bán <laughs> 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 khí mút trời bẫy ai hiểu Than trời trời không thấu Bốn tình cầm thú đó Ngày nào chúng nó còn chưa chết thẳng Ngày đó ta quyết không dỡ đi Muốn giết thì cứ giết Hận thù này không thể giải Quỷ nữ ai oán nói Đến tận lúc này đây Tôi vẫn cố thuyết phục quỷ nữ Là vì tội lỗi của cô ta Đã có âm giới phán quyết Nhân quả nghiệp chướng Rồi sẽ được soi dọi trước nghiệp kính đài Không thừa không thiếu Chỉ một nhát kiếm thôi Đó có thể chém cho quỷ nữ kia Hồn siêu phách táng Bộ cô ta phải trả giá cho những sinh mạng đã chết thảm thương trong tay cô ta. Nhưng tôi không làm thế. Xoẹt một tiếng, tôi chỉ nghe có vậy. Một đạo bùa đen bỗng từ đâu bay tới, tựa như thành kiếm sắc bén, xoẹt ngang qua đầu quỷ nữ. Quỷ nữ khẽ mở miệng, vẻ mặt vô cùng đau khổ, cố nặn ra một câu cảm ơn. Nói xong, liền tan thành mây khói. Đạo bùa kia cũng rời xuống, hóa thành một màn xương đen biến mất là ai đã ra tay tại sao phải giết cô ấy ra tay dứt khoát tàn nhẫn như vậy còn dùng bùa đen là thuật sĩ sao ai tôi hỏi lớn nhưng không qua trả lời chỉ có hơn chục lá bùa đen tựa như bầy chim nhạn lạch sạch vỗ cánh bay đến mỗi con lao chính xác như một con ma đang lẩn trốn sâu trong bóng tối vậy những oán hồn bị cắt đầu kêu rú lên thảm thiết liền sau đó bị xóa sổ sạch sẽ bởi những lá bùa đen tất cả hồn ma đều trôi nổi trong tòa nhà này bị giết chết ngay lập tức chỉ trong vòng vài giây cho tàn và cói đen bay lơ lửng bay đầy trong không khí là ai ra mặt đi tôi lại hét lên chăm chăm nhìn về hướng cầu thang tên này rất có thể là người đã bắt cóc tình quyền luôn hắn ta sử dụng bùa đen vậy chỉ có thể là thuật sĩ một nửa phù văn vẫn nằm trong tay tôi quỷ bà bà rất có khả năng đã bắt cóc tình quyền luôn để uy hiếp tôi buộc tôi phải giao ra quỷ bà bà là cô phải không ra đi ngay cho tôi ra ngay ra ngay đây lúc này từ dưới cầu thang vang vọng lên một giọng nói sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân bước lên một bước hai bước rồi ba bước từng bước tính gần hơn phía chúng tôi tôi hồi hộp vì giọng nói vừa rồi không phải giọng nói của quỷ bà bà một người có thể từ tầng dưới gián tiếp điều khiển chuỗi bùa đen, tựa như bầy chim nhạc sát thủ bay vút lên trên này, nhắm chính xác mục tiêu như những hồn ma lẩn trốn trong bóng tối, tung ra đòn tấn công với sức mạnh hủy diệt, diệt sạch các oán hồn chỉ trong vòng vài giây đồng hồ. Chắc chắn không phải dạng thuật sĩ thông thường. Cuối cùng, người đó cũng lấp ló đằng chân cầu thang. Không phải quỷ bà bà cũng không giống như tôi tưởng tượng. Trước mặt tôi là một con bé nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng mét rưỡi, mặc một chiếc váy hai giày màu đen trơn, xuân dài chạm đến mắt cá chân. Tóc đèn buộc đuôi ngựa, trần mang một đôi giày búp bê xinh xắn, cũng có màu đen nốt. Con bé này, mấy lá bùa đó... Tôi nhất thời không tìm ra được câu hỏi nào cho hợp lý hay câu trả lời nào. Bởi con bé mặt mũi non trèn trẹt, như mới 15-16 tuổi này, đến một chút xác khí cũng không có, so với tiểu hồ ly, chỉ lớn hơn một chút. Sao có thể là thuật sĩ tài ba gì gì đó được? Thật vô lý. À, em này, là em điều khiển mấy lá bùa đen đó sao? Tôi hỏi. Đàn ông gì mà quá ư mềm yếu, dễ mềm lòng như vậy, còn không đủ mạnh mẽ. Sống chết chỉ có thể dựa vào thanh kiếm này. Ai, Người như vậy sao có thể cùng một nhóm được đây? Thật mất mặt. Con nhỏ tặc rưỡi chê bài. Vào nhóm gì chứ? Còn bé này là ai? Đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Trong tiềm thức của tôi, thuật sĩ đều là loại quỷ quyệt xảo trá. Tùy tướng mạo và dáng bóc của con bé này, không có chỗ nào giống thuật sĩ. Nhưng nó đã dùng đến kỹ thuật bùa đen thì chắc chắn phải là phù thủy. Hơn nữa, tôi chồng con bé có nét gì đó quen lắm, chị gái tôi là quỷ bà bà. À, biết ngay mà. Hai chị em, hẹn gì? Con bé bỗng cắt ngàn đời tôi, tức giận nói. Đừng có nói vớ vẩn, tôi không giống chị ta. Thôi, quên đi, tôi không hơi đâu tranh cãi với trẻ con. Con nhóc này là em gái của quỷ bà bà, phù thuật khá như vậy, lại còn bay ra trò bắt cóc tên quyền lùn để dẫn dụ tôi đến đây chắc chắn không vấy tốt, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. ông đồn đâu? tôi dò hỏi. yên tâm, tôi chỉ muốn thử anh một chút, không có ý định làm hại anh đâu. con nhóc lém lỉnh nói. thử, thử cái gì? tôi ngạc nhiên hỏi lại. con nhóc gật đầu nói. Ừ, vừa rồi, chỉ là một bài kiểm tra, dễ như vậy cũng không qua được. Nhân tử với yêu ma đúng là tự tình cái chết Yêu ma bình thường thì không thành vấn đề Nhưng lỡ gặp phải ác ma thì sao Đúng là yếu đuối Con nhóc này Không quen không biết Khi không tới thử cái gì Mất thời gian Tôi bực dọc nhìn con nhỏ trước mặt Không biết não của nó có vấn đề gì không Làm lỡ hết việc kiếm tiền của tôi rồi còn gì Không bực làm sao cho được Tôi muốn gia nhập vào tiệm xăm của anh nhưng không thể tùy tiện cùng bọn người như một đám rác rời được phải thử các người thế nào chứ <laughs> em gái à em có nhầm không vậy anh mới là chủ tiệm xăm em muốn vào trong tiệm xăm của anh thì em phải xin phép anh mới phải chứ và anh chính anh đây mới là người thử xem khả năng của em thế nào đó ở đâu ra cái lý lẽ ngược đời như vậy còn bé này đúng thật là vô lý vậy mà cũng làm được sao tôi vừa tức vừa cười lớn mà nói Hừ, tôi không hứng thú làm việc ở tiệm anh tôi muốn hợp tác cùng tôi đối phó với quỷ ba ba chuyện riêng của hai người tự tìm nhau giải quyết cần gì phải gia nhập vào tiệm xong của tôi con bé mặt mũi đằng đằng sát khí gằn giọng nói anh phải giúp tôi tôi phải tìm được chị ta hai người có chuyện gì sao tôi tò mò anh không cần biết chỉ cần đồng ý cho tôi đến tiệm xăm của anh và đợi chị ta xuất hiện vậy là được này chuyện của chị em nhóc thì liên quan gì đến tôi sao tôi phải đồng ý muốn vào tiệm xăm của tôi sao không đồng ý tôi dứt khoát từ chối tôi đâu có phải đồ ngốc đâu còn nhóc này vừa nhìn thấy đã thấy có vấn đề thần kinh không có biết nhân cách có vấn đề gì không nữa cơ hơn nữa chị của nó, quỷ bà bà xảo quyệt, tàn nhẫn đến mức nào, ngay cả quỷ nhi tử cũng có thể cấy vào trong bụng người khác, thì có việc gì mà cô ta không dám làm. Tôi đương nhiên không muốn dính dáng tư ân oán phức tạp của chị em họ. Thật phù thủy bản chất quỷ dị, thủ thuật ra tay vô cùng độc ác, kẻ đáp phản bội và giết chết cha mẹ tôi cũng là một tên thuật sĩ. Suy ra, tất cả bọn chúng đều danh mãnh xảo quyệt như nhau, Tôi không muốn dây vào bất cứ ai, một quỷ bà bà là quá đủ rồi, giờ còn xuất hiện thêm một con tiểu yêu tinh. Nếu con nhỏ ấy đến tiệm xăm của tôi ở, chị em bỗng dưng gặp lại nhau, đánh nhau đến long trời lở đất, phá nát cái tiệm xăm này thì khi ông nội quay trở lại, ai sẽ là người phải gánh chịu hậu quả đây? Mới nghĩ đến đó thôi đã thấy sợ muốn chết rồi. Con nhóc dường như đoán ra được suy nghĩ của tôi, không đợi cho tôi mở miệng từ chối thêm, đã buồn lời chấn nàn anh không phải lo. Tôi tham gia vào tiệm xăm rồi, thỉnh thoảng sẽ giúp anh làm việc. Nhưng tôi không cần tiền, không cần anh trả lương cho tôi. Ngược lại, tôi sẽ trả cho anh mỗi tháng 30 triệu, xem như chi phí ăn ở. Chỉ cần anh sắp xếp cho tôi một chỗ ngủ đàng hoàng, đồng ý thì tôi sẽ thả tên quyền luôn ngay lập tức. Được, đồng ý. Tôi vui vẻ nói. Tiểu Ly tròn mắt nhìn tôi, bất mãn nói. Cậu chủ, con nhỏ đó vừa mới hại chúng ta suýt chết, còn nhốt trốn lùn nữa. sao vừa nói đến tiền cậu đã đồng ý ngay vậy? đúng là tham tiền đến chết, đến mất hết mặt mũi mà. mặt mũi là cái gì? có tác dụng gì chứ? Con được không? nhưng mà. Tiểu Ly giận dỗi, dậm chân, tôi liền thì thầm vào tai nó, nói nhỏ. <laughs> thực ra có tiền hay không, đâu quan trọng tôi cũng chỉ muốn tên đồn bình an trở về Con nhóc đó là em của quỷ bà bà phù thuật của nó lợi hại thế nào mi cũng thấy rồi đó dám từ chối là nó giết ông đồn ngay mi cũng đâu muốn chú đồn chết thảm đúng không tiểu ly bĩu môi bộ tưởng yêu hồ tôi là con ngốc sao mỗi ngày thêm một con gà quay tôi đưa một ngón tay lên con yêu hồ liền đổi giọng được rồi, cậu chủ, cậu chủ đúng là sáng suốt, tôi cũng đồng ý. An toàn của chú lùn vẫn quan trọng hơn, gà quay chỉ là phụ thôi đúng không? Chúc mừng chị gia nhập vào tiệm xăm sinh tử, em là tiểu hồ ly. Trời đất ơi, cái con nhóc này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả tôi, đúng là chủ nào, tớ nấy. Chỉ cần một con gà quay thì không cần mặt mũi gì nữa. Tìm đâu ra một nhân viên làm việc không công còn trả tiền ngược lại cho chủ như con bé ấy chứ. Số tiền 30 triệu mỗi tháng, còn nhiều hơn lương của gã chọc và tinh của lường cộng lại. Vừa có tiền mua gà cho tiểu hồ ly, vừa có thêm một trợ thủ đắc lực. Phù thuật của con bé mạnh như vậy chắc chắn có thể giúp đỡ được rất nhiều thứ. Và điều duy nhất con bé muốn chỉ là tìm ra tung tích của quỷ bà bà. Sự đi tính lại vẫn là một món quá hời. Thành viên mới này tôi nhận. Mà này, nhóc tên gì? Tôi hỏi, con bé lắc đầu nói cả thế nào cũng được, đi thôi. Này, đợi đã, ông lùn đâu? Tôi gọi giật lại. Con bé chỉ về phía đối diện nói. Ở tầng đối diện? Nói xong, không đợi ai đi theo, một mình đi xuống lầu. Trường 264, Bùa Tử Tôi và Tiểu Hồ Ly cũng vội vàng chạy ra ngoài. Gã chọc nhìn thấy cả ba cùng lúc đi ra thì vô cùng kinh ngạc. Nghe tôi nói, từ bây giờ Tiểu Yêu Tinh sẽ đến làm ở tiệm xăm gã chọc càng thêm thẳng tốt. Hết nhìn con nhóc nhỏ nhắn trước mặt, rồi lại nhìn tôi đầy khó hiểu. Có lẽ gã đang thắc mắc, không hiểu tại sao tôi lại nhận một đứa nhóc vào tiệm. Cỡ như nó thì làm được cái gì? Chắc lại suốt ngày đòi gà nướng như con nhóc hồ ly, lười biếng nằm ươn ra cả ngày, không giúp được việc gì. Thấy gã chọc cứ đứng tần ngần, tôi vội lên tiếng. Tiểu yêu tình này là một thuật sĩ, không biết tên gọi là gì, nên nhân đây tôi sẽ đặt tên cho hai nhóc. Tiểu Hồ Ly, tên của nhóc là Anh Đào, còn Tiểu Yêu Tinh là Thạch Anh. Anh Đào, Anh Đào là cái gì? Có ngon như gà quay không? Tôi hất hàm hỏi Tiểu Yêu Tinh. Sao? Tên thế nào? Gọi sao cũng được. Con nhỏ dường như không mặn mà lắm với cách người khác gọi nó. Tôi quay sang gã trọc, tiếp tục màn giới thiệu Tiểu yêu tình này là em gái của quỷ bà bà Trông con bé xinh xắn thế thôi Cũng rất có kỹ năng Con bé có lỡ tay bắt cóc ông đồn thật Nhưng tuyệt đối không có ác ý Chỉ là hiểu lầm thôi Gã chọc nghe đến ông đồn Vội vàng hỏi Bà người ở đây có ông đồn đâu rồi Tiểu yêu tinh chậm rãi dẫn chúng tôi lên tòa đối diện. Tên lùn đang bị trói gô vào một chiếc ghế đầu. Vừa nhìn thấy chúng tôi, liền mừng rỡ, gã chọc vội vàng cởi trói cho anh ta. Tên lùn vừa đứng lên khỏi ghế, liền trốn ra sau lưng tôi nói. Cậu ổ, cậu ổ, đã nó trói tôi, nó chói tôi. Không sao, không sao. Giờ chúng ta là người một nhà, không sao nữa đâu. Vừa nói tôi vừa đẩy tên lùn ra. Chỉ chứ, đã con nhóc chói tôi ở đây, chói suốt một ngày, cậu phải giúp tôi báo thủ mới được. Sao lại nhận nó vào tiệm? Người nhà cái gì? Này cậu ổ, cậu ổ, Cậu đi đâu? Chờ tôi, chờ tôi với! Tên quyền lùn vội vàng đuổi theo tôi xuống dưới cầu thang. Trên đường về, tôi đã tranh thủ tóm tắt lại sự việc với tên quyền lùn, nhưng anh ta vẫn tỏ ra tức giận, không chịu bỏ qua. Dù gì cũng bị tiểu yêu tinh trói cả ngày, nhất thời khó lòng mà thỏa thuận ngay được. Vì con bé bắt cóc tên lùn, nên gã chọc cũng không mấy thiện cảm. Tiểu ly cũng vô tư như thường ngày, chỉ cần có gà thì mọi chuyện đều có thể giải quyết có thích hay không, tất cả đều phải dè chừng, không ai dám đối phó với tiểu yêu tinh. Bởi vì dù sao con nhóc cũng là một thuật sĩ tài ba, lại còn là em gái của quỷ bà bà, không ai dạy gì, dây vào rắc rối của hai chị em nhà họ. Hơn ai hết, tên của Lùn thừa biết thủ đoạn và kỹ năng của tiểu yêu tinh, nên trước mặt đường nhìn không dám chọc tức con nhỏ, chỉ có thể chửi bới sau lưng cho hạ cân tức. Nói tới nói lùi một hồi, lại đổ cho lão trần mồ Mắng cũng tại cái nhà lão ấy, ác độc, xua chó ra cắn, nên anh ta mới phải đến bệnh viện một mình, để rồi bị con nhỏ ấy bắt chói. Ôi trời, con nhỏ cũng chỉ chói ông tôi mà, có đánh đập gì ông đâu. Chìm cỏ sao rồi? Đi khám chưa? Tôi, nói làng đi. Nghe tôi nhắc tới vết thương, tên lùn mới cúi xuống nhìn cái đũng quần đầy máu đã khổ cứng lại, khóc giống cả lên. Ai ô, đau, đau. Tôi nhanh chóng đưa tên lùn tới bệnh viện. Bác sĩ nói cũng may, dấu răng chó cắn trúng một bên đùi, không xâm lấn quá nhiều, không ảnh hưởng gì đến sinh sản sau này. Chỉ cần xử lý vệ sinh vết thương xong, sau đó chích ngừa bệnh dạy. Nhưng vận xui của tên quyền lùn vẫn chưa kết thúc. Vừa từ bệnh viện trở về tiệm xăm đã bị tiểu yêu tinh ném hết đồ đạc ra ngoài. Con nhóc đã trả tiền sinh hoạt phí tới 30 triệu mỗi tháng. Nó đã chọn phòng của tên quyền lùn làm phòng riêng, thì anh ta đương nhiên phải dọn sang phòng cùng với gã chọc có kháng cự cũng vô ích. Anh ta có muốn đánh cũng không đánh lại tiểu yêu tinh. Có phản nàn với tôi cũng chẳng có ích lợi gì. Còn bé trả cho tôi 30 triệu. Căn phòng này dĩ nhiên thuộc về nó. Tiên đùn không còn lựa chọn nào khác. Đành phải nuốt cục tức chịu cảnh chen chúc cùng một phòng với gã trọc Đêm này, dù gì cũng không kịp đến công ty Hoàng Mai. Tôi lên giường đánh một giấc tới trường giàu. Vừa thức dậy, thấy tin tức tràn lan trên khắp các mật báo điện tử đều là tin các kiếm sĩ chuyên nghiệp bị cứa đứt cổ chết thê thảm lực lượng cảnh sát tới giờ vẫn chưa bắt được hung thủ hiện tại có rất nhiều lời đồn suy đoán trên mạng nói rõ ràng có một vụ án siêu nhân tinh cuồng này vừa thoát ra khỏi địa ngục bám theo tôi xuống núi đi khắp nơi tìm kiếm người để đọ kiếm với hắn với kiếm khí của hắn ta hiện giờ thì người bình thường làm sao mà thắng được nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ còn có nhiều người khác phải chết hơn nữa. Âm nhân có thể đã vào cuộc truy bắt, nhưng với thực lực của cuồng kiếm, âm nhân có thể đánh bại hắn ta. Đúng là không có nhiều người. Tôi vội vàng gửi một tin nhắn cho thanh trà. Đã thông báo với thiên chủ về việc của cuồng kiếm hay chưa? Sau này lại có nhiều người chết như vậy. Rất đầu sau thanh trà mới trả lời, bảo tôi, lo cách khỉ gì? Chuyện hệ trọng như vậy đương nhiên đã báo cho thiên chủ rồi. Thiên chủ sẽ có cách lo liệu, nhiều chuyện, đừng làm phiền đến tôi nữa, lo mà xăm cho khách kiếm tiền đi. Nếu thiên chủ đã biết chuyện, thì tốt rồi, tên cuồng sớm muộn gì cũng bị bọn âm nhân vây hãm, chấn áp. Tiểu yêu tinh vừa lướt qua tin tức đã biết ngay những cái chết thảm cốc là do một hồn ma gây ra. Còn biết đó là một hồn ma rất mạnh, trong tay nắm giữ quỷ kiếm, được rèn đúc từ oán hận ngút trời của thập loại chúng sinh. Tiểu hồ ly bỗng tò mò hỏi tiểu y tinh. Chị, sao chị lại muốn tìm quỷ bà bà? Sao lại muốn giết cô ta? Rõ ràng là người một nhà, sao có thể giết nhau? Tiểu yêu tình lạnh lùng nói e. Năm tôi 12 tuổi, chị ta giết chết sư phụ, lừa gạt tổ tiên. Tôi tìm lâu như vậy, đến giờ mới tìm ra tung tích. Không giết được chị ta, thề không làm người, nhất định phải giết chị ta báo thù cho sư phụ. Nghe con nhóc nói như vậy, tôi cũng không bất ngờ. Giết sư phụ thì có là gì? Quỷ bà bà có thể vì lợi lộc làm ra đủ chuyện ác đức. Cho dù là bạn bè anh chị em hay cha mẹ đi chăng nữa, có lợi nhất định sẽ ra tay. Đến lúc này một cơn gió lạ bỗng từ ngoài sân thổi ập đến, xuyên qua da thịt, bút giá như kìm trầm. Tôi liếc nhìn ra ngoài sân, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Làm sao có gió trong một ngày, lại càng lúc Càng lớn như vậy trong khi bên ngoài trời nắng to. Không lẽ lại có thứ bẩn thiểu ẩn nấp trong tiệm xăm? Nhưng ngay khi cả có đi chăng nữa cũng không thể xuất hiện vào ban ngày ban mặt thế này chứ. Cha, có khách đến tìm. Tiểu yêu tình nhai kẹo trong miệng, thổi một quả bong bóng thật lớn nổ bụp một tiếng. Người phụ nữ từ bên ngoài bước vào. Người phụ nữ trong trang phục cổ xưa uyển chuyển đi vào, khăn lồng trắng tròn qua vai, như được dệt từ lông của hồ ly. Khuôn mặt thành tú, nhưng sắc diện nhợt nhạt như tờ giấy, áo trắng bó sát, dài đến gót, vòng eo như một giải lụa đen buông thẳm xuống. Trên tay cầm một chiếc ô làm bằng giấy dầu, sắc giấy đỏ tươi như là máu vậy, nhuộm đỏ cả bầu trời. Tôi nhớ mày nhìn người phụ nữ, người không ra người, ma chẳng ra ma. Giữa thành thiền bạch nhật thế này, không thể nào có ma xuất hiện được đúng không? Mặt trời nóng như thiêu như đốt trên đỉnh đầu, thế mà cô ta vừa bước vào, gió ẩm, đất tràn vào, lạnh buốt, rét mướt như mùa đông, khiến tôi chốc chốc lại dùng mình khi có gió thổi lướt qua da đầu. <laughs> thú vị. Tiểu yêu tinh nhìn người phụ nữ trước mắt, đột nhiên cười thích thú như thường lệ. Tên quỷ lùn có nhiệm vụ ra đón khách và vào bàn rót trà, nhưng người phụ nữ không thèm nhìn anh ta lấy một cái, cô ta bước lại gần tôi hỏi có phải là đường thiên hạo không? Quái, cô ta là ai? Sao lại biết tên tôi? Tôi giật mình tự hỏi. Chủ nhân của ta có thứ này, cần trao tận tay cho ngươi. Người phụ nữ lấy trong tay áo ra một tấm bùa màu vàng đưa cho tôi. Tôi xem qua thì thấy lá bùa cô ta đưa, tuy cũng có màu vàng nhưng rất khác với những lá bùa mà tôi đã từng nhìn thấy của thiên chủ với của anh sầm bên trên không chỉ có viết một lời nguyên độc địa nào đó còn vẽ một con dao và một cái đầu lâu điều này có nghĩa là gì cậu hổ không được nhận đó là bùa tử tên quỷ lùn nhanh chóng hết lên nhưng đã quá muộn tôi đã nhận rồi bùa tử bùa tử gì chứ là sao tôi vội vàng hỏi tôi xong rồi dò đây là bùa tử của của ma vương đưa tới rõ ràng là muốn giết cậu chứ còn gì nữa bùa xanh thì thời hạn 5 ngày bùa vàng 3 ngày còn bùa đỏ chích ngay lập tức nghĩa là cậu chỉ còn sống được 3 ngày tinh của lùn lo lắng nói ma vương là ai sau khi không lại muốn giết tôi ma vương mà cũng không biết sao tiểu yêu tình hỏi tôi lắc đầu Tiểu yêu tinh lại thổi một quả bong bóng khác cho tới khi nổ bụp một cái rồi nói: Ma vương là kẻ đứng đầu một gia tộc nuôi ma nổi tiếng, ai dám xúc phạm đến hắn ta đều không sống nổi tới năm ngày. Ta ác trong tay hắn ta nuôi dưỡng vô số âm nhân nào nghe cũng phải nề sợ, không có dám dây vào đâu. Xúc phạm gì chứ? Mặt mũi thằng đó thế nào tôi còn chưa biết, gây thù chúc oán với hắn thế nào được? Tôi bức xúc. Quay sang người đưa thư lớn tiếng hỏi cô ta lý do vì sao ma vương của cô ta lại trao tận tay bùa tử cho tôi. Rốt cuộc là có thù gì với tôi mới được. Trường 265 Kẻ tình nghi số 1 Ma vương gửi lời đến ngươi Trong vòng 3 ngày phải giao ra thuốc trường sinh Nếu không thì chờ chết đi. Người phụ nữ nói Thuốc trường sinh gì? Tôi làm gì có? Ngươi không có nhưng cha người có bùa tử đã đến tay trong vòng ba ngày không giao ra bí thuật trường sinh bảo ông ta xuống âm tào nhận xác con trai đi cha nào cha tôi biến mất đến nay đã hơn hai mươi năm tôi gặp được cha lúc nào mà bảo ông ta giao thuốc trường sinh trước đây có người tự nhận là cha tôi nhưng ông ta là đồ giả làm gì còn cha nào nữa cha người là người duy nhất lấy được bí thuật trường sinh. An toàn mang thuốc từ trên yên tử. Ngươi giả vờ cái gì? Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không giao thuốc, thì bảo ông ta trở nhật xác đi. Dứt lời, người kia liền xoay người bước đi cùng với chiếc ô đỏ xoay lơ lửng trên công trùng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bí mật trường sinh được xăm trên da của C view đã được lão bành tổ lột sạch từ lâu rồi còn gì. Ngoài lẽo ấy ra, làm gì còn ai có được bí mật bất tử ấy nữa. Đây, chẳng phải có người tung tin đồn nhảm hay sao? Ai sẽ tung ra các loại tin đồn khiến tôi gặp rắc rối? Là ai mới được chứ? Tôi bực tức muốn xé nát lá bùa tử nhưng vô ích, lá bùa quái ác, hoàn toàn không xé được. Tiểu yêu tinh khoanh tay lắc đầu, nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng nói. Vô ích thôi, không xé được đâu. Bùa tử đã đến tay trong vòng ba ngày, ma vương sẽ sai người tìm đến đoạt mạng. Người nhận bùa tử giữa ấn đường, có ấn của ma vương, chỉ có thể chờ chết không thoát được đâu, thật đáng tiếc. Cứ tưởng có thể làm việc ở đây một thời gian, chờ tung tích của quỷ bà bà. Ê, à, nhưng thôi, giờ thì vô vọng rồi. Còn nhóc này, nói chuyện có nghe như vậy, đừng quên. Hiện tại, nhóc cũng là người của tiệm chăm chúng tôi. Tên quyền luôn, bức xúc nói. Ồ, vậy thì sao? Bùa tử của ma vương là thứ gì? Chắc ông chú đây cũng biết chứ hả? Có trời mới cứu được anh ta. Người sắp chết rồi, tôi có nói khó nghe hay không thì sao? Thay đổi được gì không? Tiểu yêu tình vận lại. Ma vương, thì cũng chỉ là ma thôi mà, có gì phải sợ. Thánh kiếm của anh đây là kiếm đồ trời chắc. Hù ma, nhắc khỉ cái gì? Tôi vùng kiếm lên, chém lá bùa tử thành hai mảnh, Ồ, nghe ếch quá nhỉ? Có biết ma tà do một tay ma vương luyện dưỡng ra là loại thế nào không? Đem so với loại cô hồn dã quỷ tầm thường, chỉ là một đường kiếm nó bị chém chết thì đúng là sai lầm. Có thanh kiếm này thì chết lâu hơn một chút, chứ chết thì vẫn thật là chết như thường. Một kiếm so với trăm ma thì sao thế nào được? Tiểu yêu tình nói. Mà, của ma vương thì sao? Không phải vẫn là ma sao Đã là ma Nhất định Phải sợ thánh kiếm trong tay anh Nhóc cứ chờ xem Tôi vờ lạc quan thế thôi Chứ thật lòng tôi đang dối muốn chết Con nhóc ấy lại cười khẩy Hỏi tôi Sứ giả vừa đến trao bộ tử Cũng là ma Xem xem có khác gì người bình thường không Nghe tiểu yêu tình nói vậy Không chỉ tôi mà tất cả đều sững sờ Giờ là ban ngày Lại là lúc mặt trời chói chang nhất Người phụ nữ đó dám ra ngoài vào lúc này còn có thể đi lại thản nhiên như thế. Thực sự là ma sao? Sợ rồi chứ gì? Sứ giả đâu chỉ mỗi cô ta. Mạnh hơn cô ta dưới trướng ma vương còn rất nhiều. Đều là do một tay ma vương luyện dưỡng. Thế mới nói một khi nhận được bùa tử bảo anh ba ngày chết. Ba ngày anh nhất định vong mạng. Uy tín nói ven luôn. Không trễ một khắc. Tôi còn nghe được ma vương nắm trong tay Tám ma tướng vô cùng đáng sợ. Rất ít người trong giới âm nhân có thể đối chọi với bọn họ. Anh chết chắc rồi. Hy vọng có thể sớm tìm lấy quỷ bà bà trước khi bùa tử được thực thi. Còn nhỏ thản nhiên nói, cứ như đã định tôi là người chết rồi vậy. Không ngờ trong giới âm nhân lại có một nhân vật cường đại đến như vậy. Khi không, lại chọc vào tên ma vương. Chỉ vì kẻ khốn khiếp nào đó đã tung tin rằng cha tôi nắm giữ bí thuật trường sinh bất lão trong tay Giờ có cố gắng giải thích với tên mà vương đó cũng vô ích. Hắn ta sẽ không tin lời của tôi nói. Tôi nên làm gì đây? Ở lại chờ chết cũng không được. Dẫu có chạy cũng không thoát. Khó khăn lắm mới có được chỗ đứng tạm gọi là vững chắc ở nơi cảng gió này. Tiền cũng mới bắt đầu kiếm được. Tài bày họa gửi. Ở đâu ra lá bùa tử như lưỡi kiếm sắc treo trên đầu thế này? Cái số của tôi làm sao thế không biết? Giờ tôi chạy không được ở lại đối phó với hắn ta cũng không xong. Nhưng ma vương này có thật sự cường đại như lời đồn thổi của giới âm nhân hay không? Từ xưa đến nay, ma đều sợ ánh sáng. Nhưng ma mà hắn luyện dưỡng ra có thể thản nhiên đi lại dưới ánh mặt trời. Còn chưa kể còn có 8 tên ma tướng phục dưới trướng. Chỉ với thánh kiếm trong tay, liệu tôi có cơ may nào chiến thắng hay không? Trực tiếp tìm ma vương thương lượng không được, vậy chỉ có cách tìm ra kẻ tung tin đồn thất thiệt để hắn ta tự giải thích có khi nào là thằng hạ nguyên giờ chó hay không thằng khốn đó hận tôi năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của hắn giết tôi tám ngàn lần còn chưa hả lòng dạ lại nhăm hiểm xảo quyệt không ai bằng có mượn tay mà vương giết tôi cũng không có gì bất ngờ phải truy ra những ai có khả năng tung tin đồn về bí mật trường sinh rồi sau đó đi tìm từng người một giả như không tìm được cùng lắm đánh nhau với tên ma vương một trận thôi có sao đâu. Tôi nói, tôi không có còn bài tẩy nào trong tay, nhưng ít nhất vẫn còn có thiên chủ chống lưng. Chỉ là không biết khi hai bên chiến đấu, thiên chủ và ma vương bên nào sẽ mạnh hơn. Bình tĩnh lại một chút tôi bắt đầu giả soát các mối quan hệ xem ai muốn tôi chết đến nỗi tung ra tin đồn thất thiệt trước mặt ma vương. Đầu tiên tôi nghĩ đến quỷ bà bà, bởi cô ta muốn đoạt lấy một nửa phù văn trong tay tôi đương nhiên muốn dồn tôi vào chỗ chết. Nhưng ngẫm lại, phù văn đã bị tôi giấu đi. Nếu tôi chết thì cô ta làm sao mà tìm được tung tích? Hơn nữa, nếu thực sự muốn giết tôi, thì quỷ bà bà tự mình ra tay được, đâu có lý do gì. Phải ném đá giấu tay. Đánh động đến mà vườn. Thứ hai là Hạ Nguyên. Thằng này đáng nghi nhất. Người thứ ba là tên mặc áo tròn đen, đeo mặt nạ. Mặc dù không biết mục đích của hắn hại tôi là gì, nhưng hắn đã từng giả làm cha tôi cũng từng tung tin đồn rằng yên tử có bí thuật trường sinh này hắn có tung tin đồn với ma vương để tính kế ám hại tôi cũng không phải là không có khả năng người cuối cùng tôi nghĩ đến chính là tên sát sống sau khi bị tôi chọc kẹo xúc phạm trên đỉnh yên tử hắn đã nói nhất định sẽ tìm tôi trả thù người chết sống lại là sứ giả đi lại hai cõi âm dương không thể tự tay giết tôi vì sợ vi phạm quy luật của âm dương giới thế nên mới muốn mượn tay ma vương để gián tiếp trả thù tôi. Giả thuyết này cũng rất có lý. Tôi nhớ đến tên sắc sống có thể ra vào tháp ma chín tầng. Hắn còn nuôi năm đứa ngũ quỷ trong cái trùng kỳ dị, dán bên ngoài bằng một lá bùa ma. Gia tộc nôi ma nổi tiếng như vậy, nhất định có tiếp xúc với tên sắc sống này. Hoặc hắn ta với ma vương có mối quan hệ gần nào đó tôi cũng không biết. So với ba người trước, tên này có khả năng tung tin đồn nhất. Bốn người này tôi phải điều tra từng người một nhất định phải tìm cho ra người nào đã hại tôi đầu tiên là thằng hạ nguyên ba người kia hành tung bất định chẳng biết ở đâu mà tìm nhưng nhà họ hạ khá nổi tiếng ở khu cảng gió này tôi chỉ cần đi hỏi thăm một chút là biết được hắn ta đang ở đâu lần tìm theo địa chỉ chúng tôi tìm được một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô thành phố thợ mờ quan tài quả nhiên hái ra được rất rất nhiều tiền từ xác chết sống trong một biệt thự xa hoa như vậy gia nghiệp quả nhiên rất có triển vọng. Có mỗi một thằng con trai, tiếc thay lại đoàn mệnh, sinh ra đã có vận khí kém, lại còn mưu mô xảo trá không ai bằng. Nếu thằng này là kẻ đã tung tin đồn nhảm, tôi sẽ lập tức trói nó lại đưa đến mà vườn giải thích. Trong đội có thêm một tiểu yêu tinh, tôi cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Còn nhóc này không phải kiểu dễ mềm lòng như tôi. Vừa đến trước nhà của họ hạ, gã chọc đang nôn nóng bấm chuông, không phải đợi quá lâu, một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra nói Tôi là quản gia nhà họ hạ. Xin hỏi mấy cô cậu đến đây có việc gì không? Cô hẹn trước chưa? Phiền ông và thông báo với hạ nguyên một tiếng. Nói có hổ đến tìm, anh ta nhất định sẽ ra ngoài gặp tôi. Quản gia vào trong chưa lâu, hạ nguyên đã chậm rãi mở cửa đi ra cổng. Mới mấy ngày không gặp, nhìn sắc mặt hắn ta có vẻ rất tệ, tái nhợt, trắng bệch như bị rút cạn máu. Thỉnh thoảng lại ho lên khổ khổ như sắp chết tới nơi. Bảo sao không ra sức giữ lại bạch trà, làm vật hy sinh cho mệnh thọ của hắn. <laughs> Đến tận cửa. Hắn có chuyện muốn cậy nhờ. Sao? Nhờ vào cái gì? Con không mau nói đi. Hạ Nguyên kinh thường nhìn tôi, Gã chọc vốn nóng tính, đương nhiên muốn hỏi ngay xem thằng Hạ Nguyên có làm ra mấy cái chuyện ném đá dấu tay hay không. Có tung tin đồn thất thiệt về tôi trước mặt ma vương hay không. Nhưng tôi lập tức ngăn gã lại. Nếu hỏi thẳng như vậy, với tính cách của thằng Hạ Nguyên thì còn lâu nó mới thừa nhận. Có nghe về bố tử không? Tôi giả vừa hỏi. Bố tử sao? Đương nhiên nghe qua. Bố tử của ma vương xanh vàng đỏ như giấy kẹo. Năm ngày, ba ngày, buộc chết ngày. Âm nhân ai mà không biết. Nhưng sao tự nhiên mày hỏi, bộ tử. Hạ Nguyên nghi ngờ hỏi tôi. Trong bộ dạng hắn ta thế này, xem ra không phải hắn làm rồi. Không có gì. Nghe nói mà Vương sẽ cử sứ giả mang bộ tử tới tận nhà, trao cho mày. Nên là chờ mày chết. À mà trong mày cũng như thằng sắp chết rồi còn gì. <laughs> tôi đùa cợt, rồi muốn chọc giận hắn để xem hắn có lộ ra sơ hở gì không. Nhưng Hạ Nguyên vẫn tỏ ra bực tức. <cười> <cười> tao không có ẩn oán với ma vương. Làm gì có chuyện ma vương sai sứ giả mang bùa tự đến cho tao. Thằng bệnh, mày chú uống thuốc hay sao? Mà tới đây, muốn tìm tao gây chuyện à? Trường 266, kẻ tùng tin đồn. Đừng có ở đó mà dây dưa mất thời gian. Tôi đã đặt kết giới. Người đằng sau cánh cửa không nghe thấy gì nữa đâu. Họ gì? Hỏi nhanh đi, còn đi chỗ khác. Tiểu yêu tình không biết từ khi nào đã dán lên cánh cửa hai tấm bùa đen. Đặt trên môi, lẩm nhẩm niệm, câu thầm chú trên hai lá bùa, liền ánh lên ánh sáng xanh yếu ớt như đầm đóng. Thật sĩ sao? Này, đừng có mà dở trò, dám đụng đến tao. Nhà họ hạ sẽ không tha cho chúng mày đâu. Hạ Nguyên nói. <laughs> tao lại sợ nhà họ hạ mày quá. Nghe tao hỏi đây, mày có tung tin đồn tới Tài Ma Vương về bí thuật trường sinh không? Tôi hung hăng vung kiếm lên, liền kề vào cổ hắn, ra hiệu nếu dám nói dối tôi nhất định sẽ giết hắn mày nói cái quái gì hổ cái gì mà ma vương rồi bí thật trường sinh ta không hiểu mấy ngày nay tao bận lo chuyện kết hôn làm gì có thời gian tung tin đồn hạ nguyên nhăn mặt khó khăn nói kết hôn tìm tôi bỗng hững một nhịp đúng vậy hôn lễ sẽ diễn ra vào đầu tháng sau thôi thì ngày vui của tao coi như rộng lượng với mày một chút cứ việc tới dự để xem bạch trà mặc áo cô dâu lộng lẫy thế nào <laughs> hạ nguyên cười ngạo nghễ như một kẻ thắng cuộc rồi lại ho khẩn cọc như cái thằng bệnh làm sao tin được lời của mày nói đây tin hay không tùy hay mày tao đâu có lý do gì để phải nói dối <laughs> thằng nhóc không phải mày bị ma vương ấn định bùa tử rồi chưa nếu thế thì thật tiếc quá. Mày đâu có sống được tới lúc uống rượu cưới của tao. Hạ Nguyên lại cười lớn. Mẹ kiếp! Thằng này lão quá lão rồi! Cậu hộ! Cậu để tôi đấm cho nó một trận như sơn xem nào! Có thể tôi mới hạ dạ! Gã chọc không chịu nổi, liền sắn tay áo lên. Thôi được rồi. Không đánh thì thằng ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Tôi ngăn lại. Bùa wow, tử đến tay không sống có ba ngày. Tao có sắp chết thì cũng sống lâu hơn mày đi hổ. Không phải lo lắng cho tao thế đâu. <laughs> Rượu cưới của mày với bạch trà. Tao nhất định sẽ uống. Tôi nói dứt khoát. Chuyện cũ với chuyện mới ân oán giữa tôi và thằng ấy buộc phải giải quyết trong ngày hôm ấy. Để cứu bạch trà, đồng thời cũng giải tỏa hiểu lầm giữa tôi và cô ấy. Ngày đó tôi nhất định phải đến. Đi thôi. Tôi vẫy tay ra hiệu, rồi tất cả cùng rời đi. Hạ Nguyên hiện tại không giữ nổi thân mình, thân thể ốm yếu suy kiệt đến sắp chết tới nơi. Lúc này chắc chắn không có tâm tư đối phó với tôi. Sau khi gặp Hạ Nguyên, nghe hắn thông báo lễ cưới cùng với Bạch Trà vào đầu tháng sau. Không hiểu sao khát vọng sống trong tôi lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dù có thế nào, tôi cũng phải giữ lấy mạng để làm cho rõ ràng mọi chuyện. Bạch Trà kết hôn với thằng Hạ Nguyên ấy, khác nào kết hôn với quỷ đâu. Rồi sẽ phải hy sinh mạng sống để trở thành vật hiến tế kéo dài thọ mệnh cho anh ta. Tôi nhất định phải sống, phải cứu được cô ấy. Người tôi tìm tới tiếp theo là quỷ bà bà. Tôi rất ít khi chủ động tìm tới quỷ bà bà, kiểu phụ nữ nguy hiểm như vậy, chạy trốn còn không kịp. Đi tìm cô ta đánh nhau thì cũng lắm chuyện đôi thôi, muốn tìm quỷ bà bà phải đến chỗ lão già họ trương không biết có gặp được cô ta ở đó hay không nhưng cũng phải đến tìm thử xem chỉ có tiểu yêu tinh là hào hứng nhất sau bao năm tìm kiếm giúp cuộc cũng tìm ra tung tích của người chị đã giết hại sư phụ phản bội tổ tiên bỏ mặc em gái lại một mình lão già họ trương vô cùng nham hiểm và xảo quyệt trước kia trên đỉnh yên tử đã bị lão ta gạt từ đầu đến cuối bởi một người già dặn giống hệt với lão ta đối phó với loại người này nhất định phải thận trọng Đón tiếp tôi ở cổng là tên mật sâu. Nhìn thấy tôi hắn ta lầm bẩm chào hỏi qua loa, liền sau đó dẫn tôi vào bên trong. Có vẻ như ở chỗ lão ta, tôi khá được chào đón. Mật sâu đưa chúng tôi vào tên hơi, liền nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lão già họ trương ngồi bệ vệ trên ghế sofa, ra lệnh cho người lấy bánh, lấy trà rót cho chúng tôi. Cha cậu hộ, lâu ngày không gặp, ngồi, ngồi đi, thật đáng tiếc. Chuyến đi vừa rồi không có thu hoạch gì. Lão nói với tôi, tay chầm một điếu xì gà, phi phà ra một hơi. Tôi không để ý lắm, bởi quá quen với kiểu chào hỏi của lão này. Cùng lão thuận miệng nói thêm vài câu, sẵn tiện đảo mắt nhìn xung quanh quan sát, ngoại trừ một vệ sĩ, thì không thấy quỷ bà bà đâu. Tiểu yêu tinh thì thầm vào vai tôi. Chị ta, không thấy. Chờ chút, còn bé lại thì thầm nhắc nhở tôi. Cẩn thận với người phụ nữ bên cạnh lão ấy, đừng đụng vào đồ vật ở đây, không uống trà. Quả nhiên có một người đang đứng bên cạnh lão già họ trường, khép nép và kín đáo. Trông diện mạo bình thường nhưng quần áo có chút đặc biệt, khá giống với ngũ tiền cô. Nếu tôi nhớ công nhầm, quỷ bà bà gọi cô ta là miêu nữ. Phải chăng đây chính là người phụ nữ đã hạ cổ quỷ bà bà? Vậy thì cô ta chắc hẳn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Phải thận trọng một chút. Cậu hộ, cậu làm gì ngẩn ngừng thế? Uống trà đi, trà thượng hạng đó. Lão nhiệt tình đầy tách trà về phía tôi mời mập. <laughs> Thôi, dân thường như tôi quen uống mấy gói trà mấy chục nghìn rồi. Đồ tốt quá, không dám uống đâu. Ông cứ để dành và đãi khách quý đi. Tôi cười cười, hướng ánh mắt về phía miêu nữ bên cạnh. <laughs> cậu cứ nói đùa, cậu không là khách quý, thì ai là khách quý chứ? Lão già cười lớn, búng tay một cái, một cô gái ngoại quốc mắt xanh tóc vàng liền từ bên trong đi ra. Ta còn chưa có dịp mong quả tới tạ ơn cậu, thì cậu đã đến. Nói để cậu mừng. Nhà họ trường chúng tôi có người nối dõi rồi. Còn là đứa còn lại giữa tôi và cô ấy. Cậu nói xem, con chúng tôi sinh ra phải đẹp đến giường nào chưa? Sao tôi có thể hại cậu? Cậu chính là ân nhân của nhà họ trường chúng tôi. Mẫu mà của cậu đúng là thần diệu. Nhờ cậu mà tôi sắp có thằng nhóc trống gậy. Cảm ơn, cảm ơn cậu còn không hết đi chứ. Chà, cái lão này cũng khá đấy chứ bảo lão ta tìm người khác, lão liền tìm một cô gái ngoại quốc chân dài miên man, vừa xinh đẹp, lại có thân hình chuẩn chỉnh thế này. Đứa trẻ được sinh ra từ ghen này, ắt hẳn rất tốt. Chỉ là tác dụng của hình xăm quan âm cầu tự cũng sắp xảy ra rồi. Tiếc thay cho lão, niềm vui ngắn chẳng tầy gang Ngày con trai của lão chào đời cũng là lúc lão già này phải về chầu đãi ông bà. Bởi vì trên người không thể xăm bổ tát, chính là người đàn ông. Thân thể phàm trần vốn bẩn thỉu dám xúc phạm đến Bồ Tát, phải chịu trừng phạt. Bồ Tát cầu tự, quan vị từ trên cao xuống cho con sẽ đến lượt lão tà phải trả giá nếu như nhận được. Chúc mừng, chúc mừng lão. Tôi giả vờ chúc mừng, nhưng trong lòng thực chất đang không có một chút xúc cảm nào. Bởi đó là cái giá lão phải trả cho một đứa con trai đến từ phúc số ác nghiệp. Trong mắt lão ta, ngoài lợi nhuận và tiền bạc, cuộc sống chỉ xoay quanh lợi ích cá nhân. Lão có thể vì đứa con trai có rẻ mạng sống của người khác, sẵn sàng cấy vào người vô tội một quỷ nhi tử để đoạt mạng. Vậy thì đứa con trai này chính là quỷ nhi tử tái sinh, một mạng đổi lấy một mạng. Lão muốn con thì mạng của lão phải tận, toàn bộ sinh khí và tuổi thọ đều trao hết cho đứa con trai cầu tự này. Đó là nhân quả công bằng. À mà quỷ bà bà đâu rồi? Tôi hỏi nhanh. Khi nghe tôi hỏi về quỷ bà bà, sắc mặt của lão già họ trương lập tức trở nên u ám. Lão từ tốn nhà ra một ngụm khói trắng, nguyên rủa. Còn này, cha được tích sự gì? Đã không thể sinh con cho ta. Bảo đi tìm bí thuật trường sinh, cũng trả ra làm sao. Nên ta bảo nó đi xem nhà rồi. Xem nhà? Xem nhà nào? Ở đâu kia? Tôi nhớ mày, không hiểu sao xem nhà là xem cái gì tôi vừa mới mua một khu lô nhà cô ấy có vụ thảm sát hiện tại không ai dám ra tay xử lý nên tôi thu về cho cô ta xem trước lại là nhà ma ám hóa ra lão còn buôn bán kiếm tiền bằng phương thức độc ác này chỉ sợ đến quan âm cũng không cứu được lão họ trường này rồi làm ra nhiều chuyện ác đến như vậy, con cháu thể nào cũng bị trả thù. Đứa nhỏ này có thể nhờ vào bàn tay quan âm cứu tử hình thành nên vóc dáng trong bụng mẹ, nhưng chỉ e về lâu về dài, khó lòng giữ được. Có được mở mắt nhìn thấy nhân gian nhiễu sự dối ren hay không? Hãy cứ để thời gian, có câu trả lời. Nhà đó ở đâu? Cho tôi địa chỉ được không? Tôi hỏi. Cậu tìm cô ta làm gì? Lão tà nhíu mắt nhìn tôi nghi ngờ. Đây là em gái của quỷ bà bà. Chị em thất lạc nhiều năm. Con bé nhờ tôi đưa đi tìm chị nó. Tôi đáp. Chị em sao? Bảo sao ánh mắt con bé cứ quằn quằn, Mắt đèn tối sâu hôn hút. Mi dày ủ rũ. Địa chỉ ở đâu? Ông nhanh cho tôi đi. Tôi còn có việc cấp phải đi đó. Tôi nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của lão ta. À, 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 đây, của cậu đây. Lão viết cho tôi một địa chỉ ra giấy, nơi ấy cách chỗ này không xa, chỉ độ nửa giờ đi xe. Được rồi, tôi đưa con bé đi cho kịp. Nói xong tôi vội vàng đứng lên, không muốn nắn lại lâu. Lúc này, lão già họ trương bỗng gọi giật lại. Ờ, à, này, cậu hổ. Tôi quay đầu lại, nhìn lão nghi hoặc còn gì nữa không ờ à, tôi nghe nói có người nắm giữ bí mật trường sinh hình như là cha của cậu có chuyện như vậy sao lão ta đột nhiên hỏi một câu khiến tôi sửng sốt tôi lập tức lớn tiếng hỏi là ai ai nói chồng biết chuyện này tôi cũng nghe người khác nói lại thôi hình như thông tin bắt nguồn từ tên sắc sống đó lão nói sắc sống Quả nhiên là thằng khốn chim bé đó tung ra tin đồn. Kẻ đứng sau giật dây chắc chắn là cái tên áo đen đã từng mạo danh cho tôi. Tên áo đen rất giỏi truyền tin. Nếu không có hắn ta thì đâu có người tìm lên yên tử để rồi chết vô số, phơi thầy làm chỗ để cho rùi nhặng, phân hủy làm thức ăn cho giỏi bọ, trở thành xác phân bón cho cây cối xung quanh yên tử sinh sôi Phát tán ra, rộng rạp, che khuất cánh mặt trời. Nếu tin đồn này lan rộng ra đến đâu thì vấn đề của Ma Vương ai tìm cha tôi, bí mật trường sinh bất tử ấy, tất nhiên sẽ được đàn rộng. Vậy thì tôi nghiến nhân trở thành mục tiêu truy đuổi của những người trong thiên hạ, từ âm nhân đến người thường, đến những con quỷ con ma, có ai mà không khao khát được bí thuật trường sinh. Chiêu bài này của tên ác nhân kia đúng là thâm sâu, rõ ràng bọn chúng muốn dồn tôi vào chỗ chết. Chỉ một chiêu tung tin đồn thôi, đã có thể hại chết vô số người vì lòng tham khiến một người bị cả thế gian truy đuổi không vì lý do gì cả. Dùng đi dùng lại, vẫn hữu hiệu bởi lòng tham của con người, luôn luôn là yếu huyệt lớn nhất. Tên áo đen, quả đúng là cao tay. Trường 267, Kẻ Giả Mạo Chuyến đi lần này cũng không vô ích, chủ đích muốn tìm quỷ bà bà lại tình cờ lần ra kẻ tung tin đồn thực sự. Nhưng giờ không cần phải gặp quỷ bà bà làm gì nữa, Tôi đưa địa chỉ cho tiểu yêu tinh Bảo nó Nhóc tự đi tìm chị đi Chuyện gia đình vẫn nên giải quyết riêng tờ Tôi không có nhiều thời gian Con bé không đợi tôi nói hết câu Giật ngay lấy tờ giấy ghi địa chỉ Rồi vù vù biến mất Dù sao là ân oán cá nhân Của hai chị em bọn họ Tôi có đi hay không cũng thế thôi Chỉ cần con nhóc ấy tìm được chị nó như mong ước Vậy là xong Tôi chỉ tò mò mong chờ kết quả xem hai chị em bọn họ Ai là người có thể sống sót đến giây phút cuối cùng? đương nhiên vẫn còn chuyện quan trọng hơn, đó là tìm ra tên áo đen và thằng sát sống chìm bé khốn kiếp kìa, bắt bọn chúng đến trước mặt ba vương để giải thích cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu không cả thiên hạ này sẽ truy đuổi tôi đến cùng. Nhưng hiện tại có hai vấn đề chính yếu, thứ nhất là làm sao để tìm ra chúng, thứ hai là khi tìm gặp được rồi thì phải đối phó với chúng như thế nào đây? Thằng sát sống còn có cơ may đối phó được, chứ tên áo đen có vẻ không tầm thường một chút nào. Có thể dễ dàng thoát khỏi tay của lão bành tổ, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Cho dù là tên áo đen hay tên sát sống cũng không dễ đối phó, lúc này đây cũng không nên hấp tấp, nhất định phải cân nhắc trước sau. Đặc biệt là người đàn ông áo tràng đen đó, tôi vẫn không biết ông ta là ai và tại sao lại giả làm cha tôi. Chúng tôi quyết định quay lại tiệm xăm trước, Tôi nghĩ ngợi một hồi lâu, đêm cũng dần buông xuống. Đến khoảng 7 giờ tối, vẫn chưa thấy tiểu yêu tình quay về. Trong lòng bỗng có chút bất an, con bé ấy sẽ không bị chị nó giết chứ. Quỷ bà bà nham hiểm và độc ác như vậy, nếu con nhóc ấy thất bại, nhất định sẽ chết. Nhưng nếu như tiểu yêu tinh có cơ may thoát được, thắng được, cũng sẽ không quay lại cửa hàng của chúng tôi làm gì. Tôi có ý chờ, cũng chỉ muốn biết kết quả cuối cùng ra sao lúc này tên quyền lùn có vẻ lo lắng hơn tôi cứ đi đi lại lại loanh quanh trong cửa tiệm đường nhìn không phải sốt sắng vì tiểu yêu tinh mà lo cho số mệnh của tôi đang từng giây từng phút trôi qua nhưng tôi vẫn thản nhiên như không bảo tôi tạm lánh đi chỗ khác tôi cũng nhất quyết không đi giờ tôi đang là mục tiêu truy đuổi của rất nhiều người ở lì trong tiệm xăm chẳng khác nào đợi ông tôi ở bụi này anh ta sốt ruột là phải rồi không phải tôi thản nhiên mà có mất bình tĩnh vào giờ phút này cũng không giải quyết được gì. Trốn đi đâu bây giờ? Bùa tử đã trao tận tay, ấn đường trong tích tắc, ẩn chú của ma vương. Loại ấn chú này giống như một thiết bị định vị vô hình, tôi có chạy đằng trời cũng chẳng thoát. Chi bằng cứ dũng cảm đối mặt, âm mưu thủ đoạn nào sớm muộn cũng sẽ kinh qua. Tôi không muốn trốn, bởi trốn chỉ được một ngày đâu có thể trốn được cả đời. Cái hạn ba ngày đã trôi qua mất một, tất cả mọi người đương nhiên cảm thấy lo lắng cho tôi, nhưng trong tình thế bị động, vốn không thể làm gì được. Đúng lúc này đây, trước cửa đột nhiên có một chiếc xe dừng lại, sau đó có hai người bịt mặt, mặc áo tròn đen đi xuống. Trông vóc dáng dường như đều là nam, trang phục giống hệt như nhau, không để lộ ra bất cứ thứ gì, ngay cả khuôn mặt, trừ hai con mắt. Cậu hộ, xin mời đi theo chúng tôi. Người đàn ông mặc áo tròn đen, đeo mặt nạ, vừa bước vào liền lên tiếng, cúi đầu đưa tay, ra hiệu mời tôi lên xe. Còn dám tôi tận đây? Được lắm, không cần tốn sức tự dẫn sắc tới. Đúng là tìm chết mà. Gã chọc nhanh chóng lao ra, hai tên bước vào thân thủ cực kỳ kém, phản xạ cũng chỉ ngang với người bình thường. Gã chọc chỉ cần một đòn đã đánh gục cả hai tên. Cả hai ngã lăn ra đất, nhưng bọn họ không cầu xin, cũng không kêu là đau đớn. Hai bên giao tranh tuyệt đối, không được giết sứ giả. Đó là quy luật bất thành văn, dù trong chiến tranh thờ loạn hay đấu đá trong giới âm nhân. Những tên đeo mặt nạ này đều được huấn luyện phép thuật, nhưng phải nói kỹ năng của bọn chúng quá kém. Gã chọc chỉ là người bình thường, cũng có thể giết họ rất dễ dàng. Điều quan trọng là họ không sử dụng ma thuật để chống lại. Điều này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu Cổ... hộ, Xử lý thế nào đây? Cá chọc sách một tên lên, vội vàng hỏi ý kiến của tôi. Để bọn họ đi, tôi sẽ đi với bọn họ. Tôi nói. Sao lại đi? Bắt được thằng này dễ dàng như vậy. Dùng chúng nó ép tình kiệp phải ra mặt là được rồi. Gã chọc tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước những gì tôi nói. Vô ích thôi. Mấy tên tép diêu này chỉ là sứ giả dẫn đường, đâu phải nhân vật quan trọng mà có thể làm con tin ép người ra mặt. Tôi sẽ đi với chúng. Không sao đâu, nhất định sẽ trở về an toàn. Tôi kéo tay gã chọc, để gã thả hai người đàn ông kia ra. Gã chọc mạnh tay quá, gần như đã đấm vỡ mặt nạ của chúng. Nhưng tôi vốn không quan tâm đến chúng. Ngoại hình hay mặt mũi, hay người ra sao, tất cả đều chỉ là con tốt thí, không có giá trị. Có biết hay không, cũng không có tác dụng. Chắc chắn không thể lần ra manh mối từ hai người bọn chúng được cho nên tôi không quan tâm 33 Cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình ngày mai Vào tập 34 Để xem họ có thoát được bùa tử hay không nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại